Chào mừng quý khán thính giả đến với phần tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Thưa quý vị, ngay sau khi ông Pence gửi thư phản đối việc viện dẫn tu trình án thứ 25 để phế chuất Tổng thống Trump, hôm 12 tháng 1, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã cho thông qua các biện pháp để gây áp lực với Phó Tổng thống Pence. Sau khi khởi xướng, bà Pelosi đã cùng Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn tu trình án thứ 25 để phế chuất, tổng thống Donald Trump khỏi nhiệm kỳ tổng thống của ông, mặc dù trước đó Mike Pence từ chối làm điều này. Trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ số phiếu thuận 223-205, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đã cho thông qua biện pháp để kêu gọi ông Pence viện dẫn tu chính án 25 nhằm tuyên bố ông Trump không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ của mình trên cương vị là tổng thống của hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Trước đó, ông Pence đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi để tuyên bố ông không tin rằng việc viện dẫn tu trình án thứ 25 là vì lợi ích tốt nhất của quốc gia hoặc phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông đã viết, khi chỉ còn 8 ngày nữa trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, bà và Đảng Dân Chủ đang yêu cầu nội các và tôi viện dẫn tu trình án thứ 25. Tôi không tin rằng hành động này là vì lợi ích tốt nhất của quốc gia chúng ta hoặc phù hợp với Hiến pháp của chúng ta tuần trước tôi đã không nhượng bộ trước áp lực phải sử dụng quyền lực vượt quá thẩm quyền hiến định của mình để quyết định kết quả của cuộc bầu cử và bây giờ tôi sẽ không nhượng bộ trước những nỗ lực trong hạ viện để chơi trò chơi chính trị vào một thời điểm quá nghiêm trọng trong lịch sử của quốc gia chúng ta Văn bản của nghị quyết từ Hạ viện đổ lỗi cho Tổng thống Trump rằng bài phát biểu của ông đã khuyến khích vụ đột nhập vào Điện Capitol của Hoa Kỳ hồi tuần trước, dẫn đến tình trạng bất ổn dân sự và các hành động bạo lực tại Điện Quốc hội Hoa Kỳ, gây ảnh hưởng đến các cuộc biểu tình ôn hòa khác. Một nhóm người chống bạo động và một số người biểu tình vẫy cờ Mỹ mang nội dung ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà Capitol bất hợp pháp. Tình trạng lộn xộn tại khu vực này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, bao gồm một cảnh sát, và khiến hàng chục cảnh sát khác bị thương. Trước khi xảy ra cuộc bạo loạn hôm 6 tháng 1, Tổng thống Trump đã phát biểu trước một đám đông ở Washington, DC. Ông nhắc lại những cáo buộc của mình về những bất thường và gian lận bầu cử, cũng như sự không hài lòng của ông với giới truyền thông và một số nhà lập pháp. Ông kêu gọi những người ủng hộ mình tiến đến Điện Capitol, nhưng nhấn mạnh họ nên giữ hòa bình. Khi những người biểu tình xâm nhập tòa nhà quốc hội, Tổng thống Trump kêu gọi họ hãy lập tức rời khỏi đó và quay về nhà trong yên lặng. Trước nỗ lực thúc đẩy cuộc luận tội lần thứ hai của Đảng Dân Chủ, Tổng thống Trump phản hồi rằng, về bản luận tội, đó thực sự là phần tiếp nối của cuộc xanh lùng phù thủy lớn nhất trong lịch sử chính trị. Thật là nực cười, nó hoàn toàn vô lý. Việc luận tội này đang gây ra sự phẫn nộ vô cùng. Các vị đang gây ra điều đó, và đó thực sự là một điều khủng khiếp mà họ đang làm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.